Quân đội triển khai trạm sản xuất oxy lưu động sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 8, Quân chủng Phòng không, Không quân, Bộ Quốc phòng triển khai 2 trạm thiết bị sản xuất oxy di động có công suất thiết kế 16 m3 mỗi giờ tại Bệnh viện Quân y 175 để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu oxy y tế của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, trưởng phòng xe máy điện khí, Quân chủng Phòng không, Không quân cho biết, mỗi trạm sản xuất oxy lưu động gồm 1 đơn vị máy móc, thiết bị sản xuất đặt trên xe vận tải và 1 máy nổ phát điện dự phòng di động kèm. Nhân lực tại trạm thiết bị sản xuất oxy lưu động gồm 6 người, trong đó 2 lái xe và 4 nhân viên điện khí phục vụ sản xuất. Mỗi trạm sản xuất oxy lưu động có công suất mỗi ngày có thể cho ra 40 đến 60 bình oxy sang chiếc 40 lít, áp suất 150 kg/cm2. Oxy được sản xuất theo công nghệ PSA, tạo ra sản phẩm oxy tinh khiết đạt tỷ lệ 99,5% theo thiết kế. Hiện nay, nhu cầu oxy thở từ các bệnh viện, nhất là các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 rất cao. Mặc dù lượng oxy sản xuất vẫn đáp ứng nhu cầu tại các bệnh viện nhưng do việc phối hợp giữa khâu sản xuất, vận hành đưa oxy đến các bệnh viện còn chưa đồng bộ, kịp thời dẫn đến có những thiếu hụt cục bộ về oxy y tế. Hệ thống sản xuất oxy lưu động của Bộ Quốc phòng với ưu điểm có thể cơ động nhanh chóng đến mọi vị trí sẽ góp phần thiết thực đáp ứng nhu cầu cấp thiết về oxy y tế cho các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy A41 của Quân chủng Phòng không, Không quân đang triển khai 3 dây chuyền sản xuất oxy lỏng tại chỗ với công suất khoảng 4.300 bình oxy loại 40 lít. Ngày 18 tháng 8, nhà máy A41 đã trao tặng thành phố Hồ Chí Minh 1.000 bình oxy thở dung tích 40 lít cho 12 bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.